Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Actuary Podcast, podcast đầu tiên bằng tiếng Việt về Actuary với mong muốn lan tỏa ngành nghề đến với các bậc phụ huynh và các bạn trẻ đang quan tâm đến Actuary Science. Mỗi season của chúng mình sẽ đưa các bạn đến với những khía cạnh khác nhau của ngành Actuary để giúp các bạn có cái nhìn đa chiều và chân thực nhất về ngành. Hàng tuần tham gia trò chuyện cùng chúng mình là một nhân vật khách mời hiện đang theo học và làm việc ở lĩnh vực Actuary trên toàn thế giới. Chắc hẳn nghe xong cái tên khá nhiều bạn cũng thắc mắc, vậy Actuary là gì phải không? Để trả lời cho câu hỏi trên, trong season đầu tiên này chúng mình sẽ theo chân 5 vị khách mời trong 5 tập và cùng lắng nghe về hành trình trở thành Actuary của họ. Và để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về podcast, các bạn hãy gia nhập vào cộng đồng Actuary Việt Nam trên Facebook cùng chúng mình nhé. Và bây giờ chúng mình cùng bắt đầu thôi. Mình là Jane và chào mừng các bạn đã đến với Actuary Podcast. Trong tập cuối này thì chúng mình sẽ cùng trò chuyện cùng với lại Nguyễn Quang Duy. Duy đã từng theo học tại Mỹ và có 7 năm kinh nghiệm làm Actuary. Duy cũng là thành viên Fellow của Hiệp hội Định phí Hoa Kỳ SOA và có gần 2 năm làm việc tại EY Singapore. Hiện tại thì Duy đã về Việt Nam và đang làm giám đốc bộ phận mô hình và rủi ro định phí bảo hiểm tại Prudential Việt Nam. Chào Duy và cảm ơn Duy đã đến đây với chúng mình ngày hôm nay. Chào Trang, xin chào các bạn. Như thường lệ thì để bắt đầu chúng mình sẽ hỏi Duy một câu hỏi warm up nhé. Câu hỏi của Duy hôm nay sẽ là: nếu bây giờ có một năng lực đặc biệt mà cậu không cần phải ngủ mà vẫn có thể tỉnh táo thì Duy sẽ làm gì trong 8 tiếng được cho thêm đấy? Câu hỏi này đúng là cũng hơi bất ngờ thật. Thực ra nó cũng đi đúng vào cái những cái suy nghĩ của người Actuary là bao giờ một ngày cũng có quá ít thời gian, có cách nào mình có thể ngủ ít hơn không? Bây giờ cho luôn 8 tiếng nó để ngủ thì Duy cũng may mắn là bây giờ cũng học thi xong rồi á, đâm ra là ngoài công việc ra thì bây giờ Duy cũng có khá là nhiều những cái sở thích cá nhân khác mà đúng là ban ngày cũng không có đủ thời gian để thể dành thời gian riêng. Thì thứ nhất là tập thể dục này, đi gym chạy bộ này. Cái thứ hai là Duy cũng là một người rất đam mê nhạc rock, thì Duy cũng rất là thích chơi trống, cũng tập trống được hơn một năm nay rồi. Thì bình thường cũng thấy rất là cũng chỉ có một tuần, cũng chỉ có khoảng cũng dành ít thời gian để chơi á, nhưng mà nếu mà có thêm thời gian 8 tiếng thì chắc chắn sẽ thành dành thêm thời gian để có thể chơi với cái bộ trống của mình. Ok, sẽ là dành thời gian cho những sở thích cá nhân nhiều hơn đúng không? Thú thật là khi đặt câu hỏi này cho Duy thì mình cũng sẽ đoán được là Duy sẽ trả lời như vậy. Vì mình vẫn nhớ là có một lần vào năm 2018 mà lúc mà Duy post một chiếc ảnh sang Mỹ để nhận chứng chỉ fellowship của SOA ấy, Duy có post một bài trên Facebook về hành trình 4 năm với no social life at all, có nghĩa là cuộc sống chỉ xoay quanh với việc đi học và đi làm thôi á. Thì mình đã rất là tò mò tại sao là cậu có thể kiên nhẫn như vậy trong vòng 4 năm vậy. Bật mí với các bạn thính giả là chỉ có 1% các Actuary trên thế giới có thể đạt fellowship trước 30 tuổi, còn Duy thì đã lấy được fellowship vào năm 27 tuổi và với lúc bấy giờ thì là fellowship trẻ nhất ở Việt Nam. Fellowship là thành viên chính thức mà được công nhận của một hiệp hội Actuary quốc tế, thì fellowship của Duy là Hiệp hội Định phí Hoa Kỳ SOA. Thì câu hỏi của tụi mình là: vậy động lực nào đã giúp cậu đạt được kết quả như vậy? Mình nghĩ động lực thì Duy nghĩ có hai cái động lực, mình có động lực dài hạn và động lực ngắn hạn ấy. Tức là từ lúc ra trường mình, bây giờ mình cũng xác định là mình sẽ hoàn thành những cái chứng chỉ thi đó trong thời gian sớm nhất có thể, và mục tiêu của mình cũng là mình đúng là năm 27 tuổi, thế là năm 26 tuổi cơ, là mình đã muốn là đặt mục tiêu là mình có thể hoàn thành chứng chỉ đó rồi. Nhưng mà cái động lực mà để xa vời quá thì nhiều khi là mình sẽ không thể nào mình giữ vững được cái mục tiêu và giữ vững được cái năng lượng để có thể tiếp tục theo đuổi á. Đơn giản là lúc nào mình cũng nhiều khi mình sẽ chia rất là nhỏ những cái mục tiêu của mình ra thành những cái bước ngắn hơn, ví dụ như là để đến năm đấy mà có thể hoàn thành tất cả những chứng chỉ thì trong năm 2 mình phải làm gì, sau đó mình khi mình còn trẻ nhỏ ra những cái mục tiêu đó thành hàng tuần á, ví dụ như là mình biết là trong ví dụ 3 tháng tới mình cần phải vượt qua một cái kỳ thi này. Và thường thì kỳ thi này người ta cứ nói là cứ mỗi 1 giờ thi thì phải 100 giờ học kiểu vậy. Thì ví dụ một kỳ thi 4 tiếng thì mình biết là như vậy mình phải dành tới kiểu là 400 giờ học. Vậy thì mình cứ chia nhỏ cái đấy ra thành thành những mục tiêu từng tuần, từng ngày á. Thì lúc đó thì mình, và cứ mỗi một lần mà mình hoàn thành những cái mục tiêu trong tuần hoặc là mình đậu những cái kỳ thi đó thì nó là một cái sự tưởng thưởng ngắn hạn để mình có thể lấy những cái động lực, để mình có thể lấy những động lực và năng lượng để tiếp tục trên cái con đường dài đến những cái mục tiêu dài hạn. Thì đấy là những cái cách mà mình thử gây ra động lực và áp lực cho mình thôi.
Công nhận luôn ấy. Trang không thể tưởng tượng được là một ngày mình có thể chỉ dedicate cuộc sống với lại mỗi học và làm giống như Duy đâu. Nhưng mà đấy, cậu cũng đã đạt được kết quả là cậu đã trở thành một fellowship vào cái năm 27 tuổi, là một trong những người trẻ nhất ở Việt Nam thời bấy giờ. Thì bây giờ thì chắc các bạn thính giả cũng tò mò với một người làm actuary 7 năm như là Duy, mà bây giờ mà phải giải thích một cách rất là ngắn gọn và dễ hiểu cho những người chưa biết, thì theo Duy actuary là làm gì? Ngày actuary ở Việt Nam thì vẫn thường được dịch là định phí bảo hiểm. Tuy nhiên ở đây thì định phí chỉ là một phần, nó chỉ là một phần nhỏ công việc trong cái ngành actuary thôi. Nếu mà mình hiểu một cách tổng quát hơn chẳng hạn, ví dụ bảo hiểm thì nó là một ngành kinh doanh rủi ro và quản trị rủi ro, bao gồm rủi ro về tính mạng, tài sản, bệnh tật vân vân. Trong ngành bảo hiểm sẽ cần những cái người chuyên gia để mà có thể kinh doanh và quản trị được, thì sẽ cần những người chuyên gia có thể đo lường và đánh giá được rủi ro để giúp cho một công ty bảo hiểm có thể hoạt động và đảm bảo lợi ích cho công ty, cho khách hàng và những cái bên liên quan nữa. Thì đấy là cái vai trò quan trọng của một người người actuary. Với cái công việc như vậy á, thì cái người actuary luôn đóng một cái vai trò trung tâm trong mọi hoạt động của một công ty bảo hiểm. Người actuary là một cái hạt nhân trong mọi hoạt động, từ thiết kế, định phí sản phẩm, đấy là phần định phí, tới phần giám sát tình hình tài chính của công ty chẳng hạn, rồi tham gia xây dựng những cái chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư, quản trị rủi ro vân vân. Thì đấy là một, nếu mà phải mô tả ngắn gọn actuary là gì thì đấy là cái cách mình mô tả. Ok. Nhưng mà trong những năm gần đây thì khái niệm actuary mới bắt đầu xuất hiện rộng rãi ở Việt Nam. Vậy tại sao từ những năm 2010 mà Duy đã quyết định du học actuary? Cơ duyên nào đã dẫn bạn đến với actuary vậy? Thì Trang dùng cái từ cơ duyên thực ra cũng rất là đúng trong trường hợp của Duy. Tại vì là khi mà mình học năm, mình nhớ là khoảng cuối năm 2, đầu năm 3 đại học á, thì Duy cũng chắc là như đa số các bạn sinh viên đều rất là băn khoăn, không biết là mình sẽ làm gì trong tương lai, không biết công việc của mình sẽ là gì cả. Thì lúc đó thì Duy đúng là theo nghĩa đen đi Google luôn là what's the best job, tức là bảng xếp hạng tất cả những công việc tốt nhất ở Mỹ chẳng hạn. Cũng thấy nó rất là khá là random, nhưng mà mình thấy ngành actuary hồi đó là xuất hiện rất là nhiều trên những cái bảng xếp hạng top đó. Nếu không phải số 1 thì cũng là phải là số 3, số 5 nữa. Thì mình đọc thêm, mình tìm hiểu wiki thêm thì mình đọc miêu tả này mình có thể rất là thích, vì bản thân mình là một người mình học những môn tự nhiên rất là tốt ấy. Hồi xưa cũng đi thi học sinh giỏi này nọ, vật lý rồi, nhưng bản thân lại rất là thích về kinh doanh tài chính nữa, nên là khi mà thấy miêu tả về ngành là một cái sự kết hợp giữa kinh doanh và toán học ấy, thì mình đã thấy rất là thú vị rồi. Sau đó thì mình có đi tìm hiểu thêm, đọc những cái báo cáo về ngành bảo hiểm tại Việt Nam đó. Thì trong báo cáo mình nhớ năm đó họ nói là ngành bảo hiểm phát triển trung bình 40% suốt 3 đến 5 năm vừa qua. Thì Trang và các bạn tưởng tượng là rất là khó để có một cái ngành nào mà phát triển toàn ngành với tốc độ nhanh như vậy trong một thời gian kéo dài. Mà hồi đó tỷ lệ dân số Việt Nam có bảo hiểm chỉ khoảng 5% thôi, 5-7% thôi. Trong khi đó tỷ lệ này ở các nước đang phát triển có thể ví dụ như là ở những nước như Singapore, ở châu Á chẳng hạn thì là 80%, và ở Mỹ hay là những phát triển châu Âu có thể là 90%. Thì mình thấy là cái dư địa còn rất là nhiều, thì ngành có thể phát triển 34% suốt 10 năm, 15, 20 năm nữa vẫn còn rất là nhiều dư địa để phát triển. Thì thấy về cái tương lai ngành cũng là khá là ok rồi á, thì mình bắt đầu tìm hiểu thêm là ok, vậy thì cái ngành actuary ở Việt Nam thì hiện tại nó ra làm sao. Thì tại thời điểm đó khoảng 2013 thì actuary ở Việt Nam thực ra vẫn là khá là người ít người biết tới ấy. Thì thực ra bây giờ cũng vẫn là ít người biết, thì các công ty đã phải thuê rất nhiều người nước ngoài expat để làm actuary do cái lượng cung của người Việt là chưa đủ. Thì mà ngành actuary là một cái ngành mình thấy là rất là thiết yếu cho những công ty bảo hiểm đó. Thì từ những quan sát đó thấy là ngành vừa hợp với cá nhân này, vừa cái tiềm năng ngành bảo hiểm đã phát triển rất là nhiều, rất là nhanh, mà công việc lại đang rất là thiếu người làm như vậy ấy. Mình nghĩ là cái lựa chọn của mình lúc đấy chọn ngành actuary cũng khá là hiển nhiên thôi. Đấy là Google mà ra quyết định đấy à? Đúng rồi, thì đó bởi vì Google mới ra, cái cơ duyên là cái chỗ là Google ra, xong sau đó mình đi tìm hiểu mới thấy là nó hợp. Thì dĩ nhiên cũng không thể là cứ
cứ gọi là lấy bảng xếp hạng rồi chọn ngay cái gì số top 1 rồi đúng không, thì mình còn phải tìm hiểu thêm rất là nhiều nữa về triển vọng ngành, rồi xem nó có hợp với mình hay không, rồi cung cầu ở Việt Nam ra sao vân vân. Ừ, thế vậy bây giờ thì sao, sau gần 7 năm làm việc tại Việt Nam thì Duy nhận định gì về sự phát triển của ngành bảo hiểm tại Việt Nam bây giờ? Hiện tại thì từ 2013 đến giờ ha, thì lệ người dân có bảo hiểm của mình cũng chỉ khoảng 10% thôi. Đó thì như để mà tới được cái con số mà 80-90% của những các nước phát triển ấy, thì vẫn còn rất là nhiều. Và cái thị trường mà càng phát triển thì số lượng actuary cho mỗi công ty cần càng tăng lắm. Đơn ra là cái tiềm năng về cho cái ngành actuary này vẫn rất là còn nhiều. Tuy nhiên thì do cái yêu cầu về công việc càng ngày nó càng cao, những cái chuẩn báo cáo càng ngày nó càng đi gần đến những cái quy chuẩn của quốc tế hơn á, thì yêu cầu về chất lượng tuyển dụng của người actuary cũng là cao hơn trước rất là nhiều. Ok, thế với một ngành đang trên đà phát triển như là bảo hiểm thì với sự phát triển đấy thì mình chắc hẳn là mọi người cũng đang muốn tìm hiểu là liệu mình có hợp để theo đuổi ngành nghề này không. Thì theo Duy thì những tính cách nào sẽ cần có cho một bạn làm actuary? Thực ra thì qua cái kinh nghiệm về bản thân mình ấy, và thực ra bản thân mình cũng là một người tuyển dụng nữa, thì Duy thấy là có 3 tính cách quan trọng nhất để trở thành người actuary. Thì dĩ nhiên là cái view này là cái view cá nhân của Duy quan đến cái kinh nghiệm của bản thân rồi. Thì Duy thấy thứ đó là tính kỷ luật này, tính tò mò và tính chính trực. Thì mình xếp cái tính kỷ luật lên đầu tiên á, bởi vì là vì sự nghiệp một con người làm actuary á, mình thường ví nó là một cuộc chạy đua marathon, không phải là chạy đua nước rút 100m. Thì như các bạn thấy đấy là để chính thức trở thành một cái thành viên của hiệp hội actuary quốc tế như là Anh, Mỹ hay Úc á, thì một người actuary sẽ phải trải qua rất 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 nhiều kỳ thi, mình không nhớ chắc là mười mấy cái kỳ thi á, và rất nhiều những cái khóa học online nữa, thì có thể mất từ 5-10 năm, thậm chí là hơn, thậm chí là hơn nữa để có thể hoàn thành. Không phải ai cũng nhanh như Duy là chỉ mất có 4 năm đấy ạ. Thì 4 năm thực ra là bởi vì Duy cũng đã 1-2 năm ở trong đại học nữa rồi á, chứ không thì chuyện 5-10 năm là chuyện bình thường và nhiều hơn cũng không phải là hiếm. Thì để có thể vừa học thi vừa làm việc như vậy á, mà cái lúc mình mới vào nghề bản thân mình học ở công việc ở trên công ty đã rất là nhiều rồi ấy, chưa kể là phải học thi nữa, thì để làm được cái việc đấy ấy, thì bạn phải xây dựng một cái thời gian biểu là vô cùng là chặt chẽ. Nhiều khi mình nghĩ lại kiểu như là kỷ luật phải thấy hơi ác với bản thân luôn ấy. Tức là Duy nhớ hồi đầu là mình cứ nghĩ là kiểu như là đi làm cả ngày xong rồi tối về mình học á, nhưng mà nếu mà mình dành thời gian buổi tối học á, thì Duy đảm bảo với bạn 10 buổi thì sẽ phải đến 4-5 buổi sẽ có một cái lý do gì khác xen vào á, nào là hôm đấy hơi mệt, bị làm quá giờ hơi mệt, hoặc là bạn rủ đi ăn, hoặc là gia đình có việc gì đó, thì luôn có một cái gì nó xen vào cái thời gian học của mình. Thì lúc đấy mới Duy mới nghĩ là như vậy thì có một cái khoảng thời gian mà không ai động vào mình, đấy là khoảng thời gian từ 7 giờ sáng và 9 giờ sáng. Thì thế nên là Duy đã chuyển cái thời gian học của mình, là tất cả những ngày trong tuần Duy sẽ đến công ty sớm lúc 6:30, 7 giờ sẽ ngồi vào học và học đến 9 giờ bắt đầu ra làm việc. Thì cái ngày hôm đấy Duy sẽ kiểu như là rất là thoải mái, tại vì là mình đã hoàn thành cái chỉ tiêu của mình học 2 tiếng buổi sáng rồi ấy, thế nên là cả ngày có thể thoải mái làm việc rồi, làm việc xong về nhà có thể đi gym hoặc đi đâu đó ăn với bạn, tâm trí rất là thoải mái. Thì đấy là một trong những cái ví dụ về kỷ luật để mà mình có thể cân bằng giữa công việc và học tập. Wow. đã hiểu tại sao mà Duy nói là trong vòng 4 năm đấy cũng là một trong những khoảng thời gian mà khó khăn nhất, cũng phải rất là cố gắng để có thể vượt qua được. Ngoài tính kỷ luật ra hay tính cách khác thì sao? Cái kỷ luật là đầu tiên, cái thứ hai mình nói là trí tò mò ấy, cũng rất là quan trọng. Bởi vì là kiến thức về actuary nói riêng và ngành bảo hiểm nói chung ấy, nó rất là rộng lớn, rất là nhiều. Với một cái môi trường cạnh tranh nó càng ngày là càng khốc liệt hơn, thì cái người actuary phải luôn không ngừng học hỏi và hoàn thiện kiến thức của bản thân. Bởi vậy đối với Duy, cái trí tò mò ấy, mình nhìn là các bạn giống như là một cái nguồn nguyên liệu vậy. Nếu mà các bạn không có một cái trí tò mò và cái hứng thú nhất định với những cái kiến thức và những cái vấn đề ở trong ngành ấy, thì bản thân các bạn không thể nào tiến xa trên cái con đường làm actuary này được. Mình đã gặp rất nhiều những trường hợp mà có những người ví dụ như là học thi có bằng rất là nhanh, nhưng mà sau đó thì lại chững lại,
hoặc là thậm chí là dừng bước luôn trên con đường sự nghiệp mà không đi tiếp được á, bởi vì người đó không còn giữ được cái bản thân, cái chí chí tò mò và cái lửa đam mê trong về với ngành nữa. Thì tôi nghĩ cái chí tò mò cũng là một cái rất là quan trọng. Và thực ra cái ngành actuary nó không phải là, nhiều khi là bạn sẽ dành như nó là dành đến biết bao nhiêu năm, không 3-4 năm, rồi dành rất nhiều thời gian cho tâm huyết của mình cho cái ngành mình theo đuổi á, nếu mà đến đó mình dừng lại thì rất là phí, rất là tiếc. Bởi vậy là mình cần cái chí tò mò để tiếp tục đi. Cuối cùng và không kém phần quan trọng thì mình nghĩ đấy là cái tính chính trực và lòng trung thực. Làm một người actuary ấy, dù là công ty nhỏ hay công ty lớn, bạn đều làm việc với những con số rất là khổng lồ, ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới tình hình tài chính của cả công ty và ảnh hưởng tới rất là nhiều những cái bên liên quan khác. Thì nhiều khi người actuary sẽ là một cái người đóng một cái vai trò trung gian và phải cân bằng về mặt lợi ích cho chủ sở hữu của công ty này, shareholders, khách hàng, và nhiều bên liên quan khác. Bởi vậy là mình phải luôn luôn giữ được một cái lòng chính trực nhất định và phải tuân theo những cái tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp rất cao, không chỉ là về bản thân mà tự đưa ra, mà về những cái hiệp hội định phí họ đưa ra nữa. Bởi vì nếu mà mình vi phạm sẽ có những cái hậu quả vô cùng to lớn cho bản thân, công ty rồi xã hội. Bởi vậy cái lòng chính trực trung thực cũng duy nghĩ cũng rất là quan trọng để có thể làm người actuary. Vậy là 3 tính cách để người có thể trở thành một actuary, đấy là kỷ luật này, sự luôn giữ trong mình sự tò mò và phải có một lòng chính trực trung thực nhất định để có thể theo được ngành này, đúng không? Đúng. Với những bạn mà nếu mà đang chuẩn bị muốn bước chân vào nghề actuary hay là đang muốn tìm hiểu thêm về nghề, thì có thể nhìn lại bản thân mình xem là mình đã có đủ 3 yếu tố này chưa, thì trước khi mình có thể make một cái decision là mình chuyển sang học actuary hay không. Vậy với những người đang đi làm một ngành nghề khác, hoặc là các bạn sinh viên đang học một chuyên ngành khác nhưng mà lại đang có mong muốn chuyển sang actuary, mà let's say là các bạn có đủ cả 3 điều, đấy là kỷ luật này, sự tò mò và lòng chính trực, thì theo Duy có cơ hội nào cho các bạn mà chưa chọn từ ban đầu? Dĩ nhiên là có, hoàn toàn là có thể. Thực ra actuary là một trong những cái ngành một số ít những ngành mà vẫn luôn luôn trao rộng mở những cái cơ hội đối với những người đổi ngành á, hay là những bạn sinh viên học trái ngành. Ví dụ như là trong phòng của Duy ngay bây giờ chẳng hạn, thì rất là nhiều bạn thực ra là từ ngành khác sang, hoặc là lúc trước học thì không chuyên về actuary á, có những bạn học về tài chính, thương mại, kinh tế, quản lý công nghệ thông tin vân vân. Thì các bạn đều có thể đổi sang actuary được. Nhưng mà dĩ nhiên thì ai mà học đúng ngành mà được đào tạo cơ bản. Ví dụ như ở Việt Nam thì mình biết là khoa tổng kinh tế của NU là một ngành đào tạo một ngành chuyên ngành actuary, thì những bạn như vậy sẽ có những cái lợi thế nhất định hơn các bạn khác về học ngành trái ngành. Nhưng mà Duy nghĩ cái chuyện đấy hoàn toàn là có thể. Với những cái bạn mà mới vào thì năng lực bản thân thì mình sẽ là cái chuyện về kinh nghiệm trước đây làm actuary hay là học đúng hay không, thì mình sẽ đánh giá rất là cao những cái bạn về có tư duy logic và cách các bạn giải quyết vấn đề, và hơn nữa là những cái về kiến thức chung về thị trường bảo hiểm về ngành actuary. Thì mình nghĩ là những cái kiến thức này thì nó hoàn toàn là dựa trên năng lực bản thân của các bạn thôi, không phải là cái gì đó mà bắt buộc phải qua một cái trường lớp để dạy cho các bạn, hay là phải qua cái công việc các bạn mới biết được những cái yếu tố đó. Thì hoàn toàn có thể tìm hiểu kiếm thông tin trên mạng được á. Thì hơn nữa là những cái tính cách mình nói ở trên, về kỷ luật, tò mò và chính trực, thì các bạn hoàn toàn, như Trà nói là nếu mà chưa có thì hoàn toàn có thể xây dựng rèn luyện bản thân được mình về những cái tính cách đó. Thì Duy nghĩ là những cái đó là những cái điểm mà những cái nhà tuyển dụng đó sẽ rất là quan tâm đánh giá khi mà bạn nộp đơn xin việc. Thì cũng chia sẻ luôn, lấy ví dụ là kiểu bản thân Duy chẳng hạn á, thực ra thì lúc đi học thì Duy không có học về actuary luôn. Thì Duy lúc mà tốt nghiệp thực ra là với cái hai bằng quan hệ quốc tế, nó không liên quan còn về chính trị và quan hệ quốc tế và bằng kinh tế luôn. Nhưng mà nhờ tìm hiểu sớm ấy, thì khi mà từ năm 3 sau khi mình quyết định học đi các ngành actuary mình nói trên ấy, mình cũng chủ động thi cũng một vài cái kỳ thi actuary trước khi mình tốt nghiệp luôn. Thế nên là khi mà mình ra trường bắt đầu gửi hồ sơ về Việt Nam á, thì gần như là quá trình rất là suôn sẻ, mình sẽ được
thì gần như sẽ được gọi ở khá là nhiều công ty ngay lập tức á. Thì bởi vì là mình đã chứng tỏ được cái sự chủ động và khả năng của mình. Thì thực ra cũng bởi vì từ kinh nghiệm cá nhân ấy, thì mình cũng có một cái lời khuyên thực ra khá là thiết thực cho các bạn mà đang muốn chuyển nghề. Thì mình nghĩ là các bạn nên chủ động đầu tư chuyển nghề hoặc là đang học trái nghề nhá, và biết đến cái nghề này và muốn theo đuổi đó, thì nên chủ động đầu tư và học thi một vài kỳ thi actuarial trước đi. Tại vì là những cái kỳ thi này hoàn toàn là mở cho bất kỳ ai cũng có thể đăng ký học và thi được. Thì mấy kỳ thi đầu thực ra nó cũng không hề khó lắm đâu. Nó chủ yếu là về toán rồi những cái kiến thức cơ bản về tài chính thôi. Thì đây là một thì hồi xưa mình đi học cũng là toàn tự bỏ tiền ra để thi, để mua sách để thi hết. Thì mình nghĩ đây là một cái khoản đầu tư là vô cùng hiệu quả. Để cho các bạn có thể chứng tỏ được cái năng lực của mình là mình đã thi và mình đã đậu được những cái kỳ thi đó, cũng như là mình thể hiện được cái quyết tâm của mình á, và mình đã bỏ tiền ra, mình đã đầu tư thời gian và công sức để theo đuổi cái ngành này. Cho nên là khi bản thân mình khi mà thấy một cái bạn nào mà đang chuyển ngành á, mà các bạn đã chủ động thi trước hai kỳ thi, một kỳ thi hoặc là bạn thậm chí đến ba kỳ thi rồi ấy, thì mình đánh giá rất là cao. Nên là mình có một lời khuyên thiết thực là các bạn nếu mà có ý định chuyển ngành thì nên thi. Thế cái chi phí thi của mình, những exam ban đầu, những cái kỳ thi ban đầu nó có đắt không? Mình không lắm đâu. Như mình nhớ những cái kỳ thi ban đầu khoảng 200-300 đô, 200-300 đô một kỳ thi thôi, cũng không quá là đắt. So với CFA cũng khoảng 1.000 đô hay cái gì đó thì đắt hơn rất là nhiều. Nếu mà để thi được hai đến ba exam mà đầu tiên đấy thì theo Duy thì phải ôn thời gian học và thời gian ôn của các bạn để rơi vào tầm bao nhiêu giờ? Mình nghĩ thực ra là cũng tùy thuộc vào lịch thi của từng hệ nữa, thế nên là kiểu sẽ có những kỳ thi nhiều khi, nhưng mình nghĩ nếu mà các bạn có thể ôn thi tốt thì pass có thể vượt thi và đậu 2-3 kỳ trong vòng nửa năm hoặc 4 năm thôi. Thì Duy nghĩ mình có thể hoàn toàn có thể thi 1-2 kỳ, sau đó mình có thể bắt đầu nộp đơn xin việc, cho nó thì mình có thể thi những kỳ thi tiếp theo. Thì Duy nghĩ là nó cũng không quá lâu. Ok. Thì câu hỏi cuối là, với actuary được coi là một ngành nghề tiềm năng hay cụ thể hơn vẫn còn là khá mới ở Việt Nam, và từ trải nghiệm của bản thân thì Duy có thể gửi một lời nhắn nhủ tới với tất cả các bạn thính giả của Actuary Podcast, những người đặc biệt đang quan tâm về actuary bây giờ được không? Nhắn nhủ đặc biệt hả? Duy nghĩ là cái thông tin về ngành actuary bây giờ rất là nhiều, thông tin về thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng vậy, nhiều hơn rất là nhiều so với cái hồi Duy bắt đầu làm. Thì các bạn nên chủ động tìm hiểu đi, các bạn nên chủ động tìm hiểu và nghiên cứu để nắm cho mình những cái kiến thức cơ bản nhất định về ngành á, về sản phẩm bảo hiểm. Ngoài ra thì mình biết là bây giờ cũng có rất là nhiều những cái diễn đàn online này, những cái hội nghị hướng nghiệp. Mình cũng được mời đi rất là nhiều những hội nghị hướng nghiệp đến để chia sẻ về ngành rồi. Thì để có thể các bạn sẽ có những cái cơ hội để trao đổi trực tiếp với những anh chị mà đi trước trong ngành actuary. Thì mình nghĩ là cái ngành actuary hiện tại cũng rất là một cái cộng đồng khá là ít người á, và mọi người đều rất là thân thiện và sẵn sàng là muốn chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của mình với các bạn sinh viên. Và bởi vậy nên là các bạn nên tận dụng những cái cơ hội thông qua những cái diễn đàn và hội nghị này để có thể lấy thêm kiến thức. Thì mình thấy, đúng lại là mình thấy thị trường bảo hiểm nói chung á, và ngành actuary nói riêng thì đang bước vào những cái bước chuyển mình rất là mạnh mẽ trong những năm vừa qua và trong tương lai nữa. Thì có rất là nhiều những cái rất là mới, đúng không? Về công nghệ 4.0, rồi những cái thay đổi về khung luật pháp, về những cái phát triển về thị trường tài chính Việt Nam và trong nước. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có là một cái chủ đề cho một cái podcast khác mà các bạn sẽ chia sẻ. Thì đang có rất là nhiều những cái sự phát triển mạnh mẽ ở trong ngành, nên là mình hy vọng là các bạn sẽ nắm được cái cơ hội này á, thời điểm bây giờ, và để tiếp tục theo đuổi và đi theo ngành actuary, và mong là một ngày chúng ta sẽ thành đồng nghiệp. Sure. Chắc là hôm nào đấy Actuary Podcast sẽ phải lên thêm một tập nữa về sự phát triển của thị trường bảo hiểm chẳng hạn. Thì nếu như mà bọn mình có làm thì sẽ mời Duy để có thể
quay trở lại và chia sẻ với bọn mình về sự phát triển của thị trường bảo hiểm trong những năm gần đây và trong 5 đến 10 năm tiếp theo nha. Hẳn rồi, mình sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ. Ok, cảm ơn Duy đã dành thời gian trò chuyện cùng Actual Podcast ngày hôm nay. Tụi mình chúc Duy một năm mới thật nhiều niềm vui và nhiều trải nghiệm mới nhé. Ok, cảm ơn Trang. Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc và sức khỏe và thành công trong công việc nhé. Cảm ơn Duy. Thông qua số podcast hôm nay, Jin hy vọng là các bạn đã có một cái nhìn cụ thể hơn về nghề actuary. Cũng giống như là bác sĩ hay luật sư, actuary được hiểu như là một nghề nghiệp professional và hơn nữa còn là một nghề nghiệp được công nhận quốc tế. Thì có 3 lý do chính như sau. Thứ nhất là actuary có một hiệp hội nghề nghiệp quốc tế. Như tụi mình cũng có nhắc đến ở tập 2 thì các hiệp hội nghề nghiệp được công nhận rộng rãi trên thế giới có thể kể đến như là Hiệp hội Actuary của Mỹ, Society of Actuary hay là SOA á. Hiệp hội Actuary của Anh, Institute Faculty of Actuary, hay còn biết tắt là IFOA, và Hiệp hội Actuary của Úc, Actuary Institute Australia, hay là AIA. Để trở thành thành viên của các hiệp hội, đòi hỏi các ứng cử viên phải có hàm lượng lớn các kiến thức đặc thù, cùng với đó là quy trình đào tạo bài bản, chuyên sâu và thường xuyên. Do đó, số lượng Qualified Actuary không nhiều và cơ hội trong ngành rất rộng mở với mọi người trên nhiều quốc gia. Thứ hai là actuary có các tiêu chuẩn hành động chung, Actuarial Standard of Practice hay còn gọi là ASOP. Các tiêu chuẩn này thì được quy định bởi các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế. Đến thời điểm hiện tại thì đã có hơn 100 ASOP đã được thông qua. Hệ thống các tiêu chuẩn hành động chung này giống như là các cẩm nang tham khảo cho những người trong nghề để đảm bảo cho mọi vấn đề được giải quyết một cách chính xác và thống nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất đó là actuary có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Mặc dù làm việc cho các công ty nhưng actuary còn đại diện cho quyền lợi của khách hàng và đại diện cho cả các cơ quan quản lý. Đặc thù nghề nghiệp có nhiều mâu thuẫn về lợi ích nên những người trong nghề actuary luôn phải đặt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu trong mọi quyết định của mình. Ví dụ như là khi phải tính toán số dự phòng, số tiền dùng để chi trả quyền lợi của khách hàng trong tương lai cũng chính là chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Số dự phòng hàng tháng của doanh nghiệp lớn có thể lên đến hàng trăm nghìn tỷ và là kết quả của rất nhiều những phép tính phức tạp mà có lẽ là chỉ có actuary mới có thể hiểu được. Và số dự phòng quá cao sẽ làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp, trong khi số dự phòng quá thấp sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng chi trả quyền lợi của khách hàng. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi actuary phải quyết định một con số có thể thay đổi đáng kể lợi nhuận của công ty, nơi mà họ đang được trả một mức lương cao ngất ngưởng? Đây chính là lúc mà yếu tố đạo đức nghề nghiệp được đặt lên trên hết. Với 3 lý do trên thì có thể nói là actuary là một nghề nghiệp được công nhận quốc tế và có thể làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đấy là lý do vì sao mà season tiếp theo tụi mình quyết định làm về Global Actuary. Tụi mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cơ hội làm việc của actuary người Việt trên khắp năm châu. Đến đây thì tập 5 cũng là số cuối cùng của Actuary Podcast mùa 1 đã khép lại. Cảm ơn các bạn thính giả đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Để tìm hiểu thêm về actuary cũng như là để kết nối với các khách mời, các bạn hãy tham gia vào cộng đồng Actuary Việt Nam trên Facebook của chúng mình nhé. Mình sẽ để link ở dưới show notes. Và đừng quên là chúng ta có hẹn với nhau vào thứ 6 tuần tới trong tập đầu tiên của season 2 Global Actuary nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!